Hello, em chào tất cả các bác nhá. Thì đây, thật sự các bác này không lên livestream cũng hơi buồn chút thì thôi. Hay là lên live tí thôi nhỉ? Thật sự các bác cũng hơi buồn. Hay lên live tiếng thôi nhỉ? Thì thôi các bác, em lên bác một con máy đói áp nhá để gọi là chống móm. Các bác con này, thật sự các bác này, cái màu nguyên bản của nó là nó là cái màu trắng tinh khôi luôn nhá. Màu trắng ngọc trinh. Thế nhưng mà khi mà con này được cái là do là nó kiểu là nó bị kiểu này nó gọi là cái thằng nhựa mà bị gọi là tia cực tím nó chiếu vào đấy. Thì nó vàng rất đều nhá. Này, con này sao nó vàng đều thế? Nó vàng như này. Đấy, nếu mà bác nào mà không nhìn kỹ thì bác bảo là cái màu nguyên bản nó như thế ra không phải nhá. Đây là nó là cái màu này. Đây là cái màu này. Này nó bị nhựa, nó bị nhựa nó bị gọi là tia cực tím nó chiếu vào nhá. Đây này, những chỗ nào nó chiếu ít đúng không? Nó sẽ màu như này. Trắng ngà nhá. Thì em lên bác một con máy đói đáp được chưa? Đây là các bác này, con này là con này cái sạc của nó đúng không anh? Con này sạc của nó nhá, con này sạc của nó đấy. Đây. Các bác nhìn em cái chân pin này. Chân pin của nó vẫn rất là sáng nhá. Có nhìn em chân pin còn sáng này. Và như các bác nhìn con những ốc của nó này. Nó rất là đẹp nhá. Màu thì màu vàng thôi nhưng mà ốc rất là đẹp. Đấy, những con này có ôm rôn này. Đấy, con này của nó là đo huyết áp này. Con này tất cả này này. CK Bango tức là sấy gọi là số chứng nhận chứng chỉ này. Nếu bác nào mà biết về tiếng Nhật một chút đấy thì các bác có thể lên trang web của thằng của hãng Omron này, các bác check cái mã ra là đã ok nhá. Đây này. Kangri Ideo Kika tức là cục quản lý như kiểu giống như ở Việt Nam mình gọi là Bộ Y tế. Các bạn đâu ở Việt Nam mình dịch thuần Việt thì gọi là bộ như kiểu số của Bộ Y tế Nhật Bản cấp đấy. Đấy. Được chưa? Đây, cho các bác xem cái này nhá. Đây con này thì sạc nó là DC của nó là về DC 6V này. Ok chưa? Đấy thì nói chung là cái này thì em đã đo test ok hết rồi. Đây, test thì đo ok hết rồi nhá. Đây con này các bác màn hình LED nhá, màn hình LED. Nghĩa là con này các bác tối bước tiếp có đo thoải mái luôn. Thì em đo lại các bác một lần nữa nhá. Đấy, để em đi để em lên cái chân. Em cái chân nhá, để tắt này, tắt này. Đấy, lên nhất này, bật này. Đấy, bật đây chứ, bật này. Bây giờ cho tay đây nhá, các bác nhớ cho tay đây này. Đấy. Được chưa? Bây giờ em sẽ đây các bác chọn người nhá. Đây đang bơm ấy, nghe êm chưa? Đây đang bơm nhá. Đấy, đang bơm. Đấy, tuy là hàng cũ thì các bạn, nhưng mà nên là nếu hàng cũ bãi thì Nhật Bản nó chất lượng tốt lắm. Chất lượng ngon luôn đấy, chứ không phải dạng vừa đâu ạ. Các bạn cái tư thế ngồi này cũng chưa phải là đúng hẳn nhau nhá. Nên là về lên các bác nào muốn ngồi đua chuẩn nhất ấy, thì các bác phải nhớ để cái máy đáp này. Cái máy này ấy, nó mới ngang với cái tim của các bác nhá. Đấy, con này nhìn đây các bác này. Nó chưa tư thế nó chưa chuẩn nhá. 141 này và 88 nhá, thì có vẻ là hơi cao một chút. Đấy, nhìn tim là 141 này và như hết trên là 41, hết dưới là 88 và nhìn tim là 70 là 87 là đúng rồi. Đấy, thì bác nào lấy thì bác lên em nhá. Con này em bán mở đầu lô nhá, bán đầy đủ sạc này. Là bằng 860.000 nhá, bao ship toàn quốc nếu các bác chuyển khoản đủ nhá. Đấy, các bạn xuất hàng thì bác lên em nhá, 0983 329 755 hoặc 0825 853 853. Các bác đi qua để cho em xin một like, một chia sẻ nhá. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì bác vui lòng ủng hộ em xin đăng ký kênh nhá. Cảm ơn có rất là nhiều nhá. Chúc các bác một buổi tối vui vẻ.